Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt GDK 10 trên hệ điều hành Windows 10. Thì đầu tiên thì tôi sẽ dẫn các bạn đi kiểm tra GDK đã được cài đặt trên máy tôi chưa. Thì tôi sẽ mở chương trình CMD lên. Tôi sẽ bắt đầu có lệnh command line để kiểm tra Java đã được cài đặt trên máy của tôi chưa. Thì tôi phải nhập Java trừ kn version. Thì nó là bao nhiêu Java Novi con này, tức là Java chưa được cài đặt trên máy của tôi chưa. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ đi download GDK 10. Thì tôi có trên bộ trình duyệt này GDK 10 download. Rồi. Các bạn click vào cái đường link này để mà vô cái trang download GDK 10. Thì hiện nay cái phiên bản là GDK 10 thì nó chỉ có hỗ trợ cho hệ điều hành Windows 64 bit. Thì các bạn nào nếu mà hệ điều hành 32 bit thì có thể sử dụng GDK 8 để đóng nó. Tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn kiểm tra xem cái system. Thì các bạn click cho cái menu tab, click cho setting, rồi các bạn click cho system, rồi các bạn click cho about, thì các bạn có thể xem được cái hệ điều hành mà tôi đang cài đặt Windows 10. Rồi cái system type là 64 bit như vậy. Đó. Thì tôi sẽ click cho upset, rồi click cho cái này để download. Rồi sau khi download xong thì tôi vô cái folder download. Rồi đây, đây là cái phiên bản GDK 10 mà tôi vừa download này. Nếu mà máy bạn nào 32 bit thì các bạn có thể chọn GDK 8 để download. Các bạn có thể chọn Java SE 8 ở đây, rồi các bạn click chỗ download để mà download GDK 8. Đây, đây là cái chỗ Java SE 8, các bạn click chỗ download. Rồi, tiếp theo thì các bạn click chỗ upset license agreement. Rồi các bạn chọn tới cái Windows x86 như vậy. X86 tức là cái Windows dành cho cái phiên bản GDK dành cho hệ điều hành Windows 32 bit, thì các bạn click chỗ đây thì bạn sẽ download. Tiếp theo thì tôi sẽ click vào cái file này để bạn cài đặt GDK. Các bạn chọn chép. Rồi, tiếp theo thì các bạn chọn next. Rồi, ở đây thì nó cài đặt cái đường dẫn GDK ở cái folder mặc định là folder C, folder from file, folder Java, rồi GDK 10 như vậy. Rồi các bạn click vào next. Rồi tiếp theo thì nó cài đặt cái file GRE cũng là cái đường dẫn mặc định như vậy, thì các bạn cứ để mặc định. Rồi tiếp theo thì các bạn click next. Rồi như vậy là nó đã báo là cài đặt GDK successful như vậy. Rồi các bạn chọn close. Theo thì tôi sẽ mở cái chương trình CMD này và tôi sẽ có lệnh command line kiểm tra Java được cài đặt chưa. Tôi có lệnh Java kiểm tra version. Đó thì nó đã báo là Java version 10 như vậy, thế là tôi đã cài đặt được GDK thành công trên máy của tôi. Rồi tiếp theo thì mình sẽ đi hướng dẫn các bạn cài đặt cái biến môi trường cho cái Java của mình. Các bạn click vào cái biểu tượng VPC này. Các bạn chọn Property. Các bạn chọn Advanced System Settings. Rồi ở cái tab Advanced này, các bạn chọn Environment Variable. Rồi các bạn chọn New để tạo ra cái biến môi trường cho Java. Đầu tiên thì mình sẽ đặt tên cho cái biến này GDK gạch ngang gạch dưới Home. Rồi cái chỗ Variable Value này thì các bạn sẽ đi vô cái
không có xe. Các bạn nào mà sống từ bit thì các bạn vô cái mục Rodan file, còn bạn nào mà 32 bit thì các bạn vô cái Rodan file x86, máy của mình là 6T nên là mình sẽ vô cái Rodan file. Rồi các bạn vô cái folder Java, rồi các bạn vô cái GDK này, rồi các bạn copy cái đường dẫn này, rồi các bạn paste vô cái chỗ này, rồi các bạn click OK. Rồi tiếp theo các bạn click new để tạo ra cái biến JDE. Mình sẽ đặt tên cho cái biến JDE là JDE form. Rồi tiếp theo thì mình sẽ quay lại, mình sẽ vô cái folder JDE, rồi mình cũng tương tự mình copy cái đường dẫn của JDE và mình paste vô cái value file new, rồi mình click vô OK. OK. Như vậy là buổi hôm nay tôi đang hướng dẫn các bạn cài đặt GDK và cài đặt biến môi trường để mà các bạn có thể thực hành lập trình được Java ở trên hệ điều hành Windows 10. Thì tôi xin tạm dừng cái video hướng dẫn của tôi để đây. Ở buổi tiếp theo thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt cái chương trình Nginx để các bạn có thể có một cái tool để các bạn lập trình.